chú ý, Kennelingo bán nhà giá cao lệ phí nhẹ nhàng. Quý vị có thể định giá nhà miễn phí trên phone. Xin gọi 408-775-6563, 408-775-6563. Nguyễn Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với anh Kennedy Ngô, và số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Quý vị muốn biết thêm tin tức về những dịch vụ được cung cấp từ văn phòng của anh Kennedy Ngô, quý vị có thể vào website kennedyngo.com. Quý vị muốn biết những căn nhà nào đang có mặt trên thị trường, nếu quý vị muốn mua nhà, quý vị có thể tìm hiểu về những căn nhà đó với website của anh Kennedy có tên là Địa ốc hôm nay. Và nếu mà quý vị dự định bán nhà, hay là quý vị muốn tìm hiểu xem là không biết căn nhà bây giờ của mình, bây giờ trên thị trường nó trị giá khoảng bao nhiêu, thì quý vị có thể tìm được cái trị giá căn nhà của quý vị bằng cách là vào website dinhgianhamienphi.com. Chương trình này được thực hiện hàng tuần và phát thanh trên Radio Quê Hương AM 1120, Đài Truyền hình Quê Hương KXT 1.5 tại địa phương của chúng ta. Và nếu mà quý vị có hộp Uno thì quý vị có thể xem này trên hộp Uno nữa, thưa quý vị. Có nghĩa là bằng nhiều cách khác nhau, những tin tức mà anh Kennedy phổ biến đến cho quý khán thính giả của đài, quý vị có thể theo dõi bằng radio, bằng TV, và quý vị cũng có thể biết về cái tình trạng địa ốc, thị trường địa ốc ngày hôm nay nó diễn tiến như thế nào, đặc biệt là tại vùng Bay Area của tiểu bang California này. Mời quý vị bắt đầu theo dõi tuần này, và xin chào Thánh Ngộ Kennedy. Dạ, chào Nguyễn Khôi, chào thính giả của Đài Quê Hương. Vâng, 775-6563 408 đầu là số điện thoại của Kennedy. Sau khi chào quý khán thính giả của Đài Quê Hương, thì không biết là Kennedy có cái tin gì mới đặc biệt muốn chia sẻ với mọi người không? Dạ, tin mới đặc biệt exciting cho Kennedy đó là Kennedy mới giao nhà cho cái người khách hàng. Mới đây trước khi Kennedy đến đài đó là đã giao nhà cho anh Henry. Thì anh mua được căn nhà, thì ai người nào lúc mà họ mua căn nhà lần đầu tiên thì họ cũng rất là excited, cũng trải qua rất nhiều trở ngại. Trở ngại đó là bởi vì you know, có income mà mới mua cái chiếc xe. So bởi vì vậy cái chiếc xe trả tiền cao quá, so phải nhờ cái người câu sai. Nhưng mà the bottom line, cái kết quả cuối cùng vẫn mua được cái căn nhà, cầm lấy chìa khóa, cầm lấy chìa khóa. Cái căn nhà đó là 580 mình thương lượng, còn chỉ có 560. Và nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Và ở phía đằng sau nó còn add thêm một cái phòng, rồi thêm một cái living room lớn nữa. Và nếu mà kinh tế thì cái đó có thể cho từ người ta thuê 1.500, nó không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ hiện nay cái nhà ở bên trong đó là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rồi có thêm cái nhà sống dưới ở đâu em? Ở San Jose, mình coi nó gần khúc mà Ocala. Mà có 560 thôi. Corner lot, rộng rất là rộng. Cái lot size là 6 cái mấy lot size ngay corner lot. Ở đằng sau thì đằng trước thì cũng đều sạch sẽ đẹp đẽ. Và như vậy thì chúng ta phải chúc mừng cho anh Henry. Thực sự là bây giờ thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta ở thành phố San Jose này, nếu mà ai có tiền mua được nhà, có điều kiện để mua được căn nhà vào lúc này là một cái điều rất là may mắn. Là tại vì thưa quý vị, chúng tôi thấy những người coi nhà bây giờ đó là những người sắc dân khác, Trung Hoa hay là Ấn Độ, họ coi rất là nhiều không ạ. Và giá nhà cao cỡ nào họ cũng sẵn sàng. Đúng rồi, tại vì phần đông những cái nhà mà Kennedy bán là 700, 800, 900, 1 triệu. Nhưng mà cái lúc Kennedy giúp khách hàng mua thì 500 mấy, 600 mấy cũng có. Năm vừa qua thì 400 mấy cũng có, mà năm nay đó là phải là 500 mấy. Thì có nhiều người hỏi là khi nào good thời gian mua nhà thật sự đó, lúc nào mình có thể mua được đó là cũng là được quay. Tại vì có nhiều người họ nói bây giờ cái tiền, cái nhà nó lên cao, thật sự lên cao thiệt. Nhưng mà ngược lại cái tiền lời thì nó rất là thấp, và tiền thuê nhà nó cũng cao. Bây giờ nó mình đi ra mình thuê căn nhà mình trả nó cũng cao hơn là mình có cái căn nhà của mình. Và cũng có nhiều căn nhà giống như là căn nhà anh Henry, nhà kinh tế, thì mình cũng có thể cho người ta thuê 1.500, rồi một phần kia mình vẫn ở, mình có thể trả rút liền, có thể là dưới 1.000. Giống như là cái anh Howard mà Kennedy giúp cho anh mua một cái căn nhà, thì nó chỉ có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm thôi, mà áp thêm thành 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rồi nhà đó là áp thêm một cái phòng ở đằng sau, rồi ở đằng sau mà có 3 xe garage. They converted into 3 phòng, 2 phòng master với một cái bếp nhỏ, thì có thuê, thể cho thuê 2.000 đồng. Có nhiều căn nhà thì rất là kinh tế, người ta cũng vẫn có thể cho thuê. Mà với xịt lúc trước thì thuê một cái căn nhà trả khoảng chừng 1.800 chưa cộng điện nước, mà trồng hết tất cả mọi thứ là cũng là 2.000 mấy. Bây giờ trả hết tất cả là 1.000, là 3.000 đồng, là điện nước hết tất cả mọi thứ. Mà đã cho người ta thuê 2.000, giờ trả có 1.000. Và gia đình ở nguyên một cái nhà lớn ở đằng trước, mà là nhà của mình. Mà là nhà cuối năm mình có thể khai thuế, cuối năm có thể khấu trừ thuế.
và lúc nào mình có thể hãnh diện mọi người là tôi đã mua được căn nhà. Đúng vậy. Mà giấc mơ Mỹ quốc của tôi đã đạt được, phải không ạ? Đúng rồi, mình coi, nên mình nhiều khi những cái người mà đắn đo suy nghĩ hoài, suy nghĩ tới họ không bao giờ mua nhà, mà những cái người mà họ mới mua được nhà rồi đó thì thật sự cũng không có ai là lúc nào mua nhà cũng dễ dàng, ai cũng có tiền nhiều. Tại vì những cái người mà khi mà họ mua nhà đó, mà especially mua nhà lần đầu tiên là bao nhiêu tiền invest, bao nhiêu tiền dành dụm, saving trong đó, đều mua hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà những khi mình phải rất là khó khăn cho những người mua nhà lần đầu tiên, tại vì nó đòi hỏi vấn đề credit score nó cũng đòi phải cao rồi, mình chưa có, nhiều khi mình mới đến Mỹ này mình có mấy năm, nhiều khi mình chưa đủ về vấn đề income hay là chưa đủ vấn đề cái điểm tín dụng vân vân. Thì những người mua nhà lần đầu tiên mà mua được căn nhà rồi, chúng tôi chúc mừng quý vị, và nhất là mua nhà mà ở những tiểu bang khác thì không sao, chứ còn ở San Jose này thưa quý vị là một chuyện rất là khó khăn, phải không ạ? Đúng rồi, giá nhà quá cao rồi. Nhưng mà muốn hỏi Kennedy là như vậy cũng có nghĩa là không phải Kennedy chỉ có bán nhà, mà ai muốn mua nhà cũng gọi cho Kennedy được, phải không? Đúng, thì có thể mua nhà hoặc bán nhà, tại vì đây đó là Kennedy không phải work một mình Kennedy, Kennedy có nguyên một cái team. Thì lúc mà cái team Kennedy busy, Kennedy dẫn show nhà, mà khi Kennedy busy, cái team Kennedy dẫn có thể show nhà. Cũng có nhiều người khách hàng đó là sáng 8 giờ họ cũng muốn đi coi nhà, có nhiều người 10 giờ tối, 11 giờ tối vẫn còn đi show nhà. So, bởi vì cái team Kennedy mình nói đó là làm sao phải làm cho thiệt là lẹ, thiệt là nhanh khi nào người ta cần, tại vì team Kennedy nó phải nỗ lực hơn, phải more excited hơn, phải dẫn khách đi coi cái này coi cái kia, tại vì người khách đó họ ảnh hưởng cho mình rất là nhiều. Nếu mình xìu xìu ở nến thì cái người khách mình nó cũng đúng như rồi. Vậy nhưng mà lúc nào khách là cần cái gì, là cần đi coi nhà nào hay là thấy căn nhà nào mà good, nhìn thấy very good là dẫn khách đi coi liền. Cũng giống như là có cô Tiết ở trong tuần này thì cô cũng in the contract là căn nhà này 870 ngàn mà ở Freeman. Nhà 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, mà especially lúc trước là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, mà họ đập hết tất cả mọi thứ, remodeling tân trang brand new luôn. Là nó thành 4 phòng ngủ 3 phòng tắm 1987 square feet và in the contract ở Freeman chỉ có 870 ngàn thôi, và ngay tại Freeman. Thì không những là ở San Jose mà ở Freeman, ở Hayward, San Angel hay là San Francisco hay San Mateo hay là đều có thể dẫn quý vị. Nói chung là tất cả các thành phố miền Bắc California này, phải không? Đúng rồi, Nguyễn Khai. Dạ vâng. Và nếu mà quý vị bán nhà, quý vị mua nhà, quý vị muốn tìm hiểu thêm về thị trường địa ốc, và quý vị hỏi anh Kennedy coi là bây giờ tôi dự định mua nhà thì tôi phải chuẩn bị như thế nào, thời gian là bao lâu, income phải làm sao để có thể mua được căn nhà với cái giá khoảng như thế nào, thưa quý vị, tất cả những câu hỏi của quý vị gọi số điện thoại là 408-775-6563, 408-775-6563, số điện thoại của Kennedy. Chắc chắn Kennedy sẽ có tất cả những câu trả lời mà quý vị cần biết. Yeah, and also Nguyên Khôi, ngày hôm qua cái này cũng giúp cho người khách hàng là hôm nay là cái nhà mà đã bán là record nhà ở 964 đường Windsor Hill, là cái này giúp cái cô tên cô Huy, cô cũng cho cái này testimonial, cũng rất là nhiệt tình, rất là mến Kennedy. So cô cũng cho cái này testimonial thì mình giúp cho cô bán căn nhà này, bây giờ chủ qua một cái căn nhà từ 2 lầu mà thành một nhà 1 lầu. Thì có thể là người lớn tuổi họ thích nhà già, tại vì nhà lâu á thì nhìn thấy nó rất là đẹp, nhìn thấy nó bự to tát, nhưng mà có thể là nó không thuận lợi. Đúng rồi. So bởi vậy sức khỏe bị yếu rồi. Đổi nhà 2 tầng thành nhà 1 tầng thì ngày hôm qua đã xong hết tất cả mọi thứ rồi, cũng dọn qua bên cái căn nhà mới. So cũng chúc mừng cho cô Huy, thì cô cũng cho cái testimonial, có thể là sau chương trình có thể là mình sẽ phát cái testimonial đó. Và bây giờ hôm nay đó là breaking news, là cái tin tức hot bây giờ là tiền lời nó còn xuống thấp hơn là những tuần vừa qua. Tiền lời của 30 năm chỉ có 3.4 là APR là no point no cost, là có 30 năm, và 15 năm nó chỉ có 2.8. Wow. Và 7 năm chỉ có 3.125. So that's why the more motivation cho những cái người nào muốn mua nhà. Tại vì bây giờ tiền lời nó thấp. Make a lot of sense để họ có thể mua nhà, tại vì tính ra cái tiền họ trả hàng tháng nó cũng rất là rẻ. Bởi vì cái tiền lời nó thấp. Mà nếu mà mình đã có nhà rồi thì cũng very good time để cho mình có thể làm refinance, tái tài trợ, mình có thể được giảm tiền lời, hay là mình thanh toán nợ, hay là lúc trước mình đã có mua căn nhà rồi mà mình đi chương trình đào ít FHJ, thì bây giờ nhà nó lên cao và tiền lời nó thấp xuống, mình có thể refinance tái tài trợ, hay là mình thanh toán những cái nợ, hay là mình có thể lấy một số tiền ra mình có thể tăng trang lại căn nhà, hoặc là mình muốn hãy đầu tư mình mua thêm một căn nhà khác, hay là whatever cái nhu cầu của quý vị. Hay là giống như Kennedy đi vacation. Hoặc là go vacation thì quý vị có thể gọi cho Kennedy, quý vị có thể đến văn phòng, hoặc là Kennedy có thể đến tận nhà cho quý vị, có thể làm việc
VFinance tái tài trợ hoàn toàn miễn phí. Vì chỉ cần gọi cho Kennedy qua cái số điện thoại là 408-775-6563. 775-6563. Vâng, và nếu mà quý vị muốn biết thêm tin tức về những dịch vụ được cung cấp từ văn phòng của anh Kennedy Ngô thì quý vị có thể vào website kennedyngo.com hoặc là quý vị có thể vào website diocomnay.com để biết những căn nhà đang có mặt trên thị trường và nhất là những cái vùng mà quý vị dự định muốn mua nhà thì quý vị có thể theo dõi tin tức về những căn nhà đó từ vấn đề địa điểm cho tới giá trị, cái giá của căn nhà và những cái thuận lợi, những cái ưu điểm của cái vùng mà quý vị muốn tìm hiểu, vấn đề trường học, về vấn đề shopping, về vấn đề những cái dịch vụ xung quanh đó. Hoặc là quý vị nào dự định bán nhà, quý vị không biết giá căn nhà của mình bây giờ nó khoảng bao nhiêu trên thị trường, mình phân vân, mình suy nghĩ không biết có nên bán hay không, nhà của mình bây giờ có được giá hay không, quý vị có thể vào website dinhgianhamienphi.com cũng do anh Kennedy thực hiện, để từ đó quý vị sẽ có những cái dự kiến, quý vị biết là cái giá trị căn nhà của quý vị bây giờ là bao nhiêu. Và cách dễ dàng nhanh chóng hơn cả là nhấc điện thoại gọi cho Kennedy 408-775-6563. Rồi mình nói từ lời như vậy đã răng xuống phòng em rất là thấp, 30 năm chỉ có 3.4 thôi, yeah. Dưới 3.5, 3.4, 15 năm chỉ 2.8, 7 years 3.125. So that's why nếu Việt Nam mà muốn refinance, đây là thời gian the best nhất có thể refinance. Có thể mình lấy số tiền ra mình làm ăn. Hoặc là mình muốn... bây giờ người nào mà muốn refinance, họ lấy cái tỷ lời của ngày hôm nay, họ đủ điều kiện, họ lock, nhưng mà chỉ có 2-3 tuần nữa mình mới refinance, giấy tờ nó mới xong, thì mình có thể lock cái tiền lời ngày hôm nay được không em? Actually, tiền lời mình có thể lock lúc ban đầu mình start mình vẫn có thể lock được, nhưng mà có nhiều người đó là họ muốn để make sure cái gì bằng nó đã approve cho mình trước khi mình lock, tại vì lúc mình lock á thì nó phải order cái appraisal, thì mình muốn make sure đó nhà băng nó đã approve cho mình trước khi mình order appraisal, so that's why người khách hàng họ không phải sợ bị mất tiền appraisal, tại vì cái tiền appraisal khi mà họ làm đó là họ phải pay trước, nhưng sau khi xong hết tất cả cái thì sẽ get bên nhà băng refund lại trả lại cho họ, tức nghĩa là họ không cần phải tốn cái tiền đó, tốn cái tiền gì hết, thì đó là có thể làm được phải không ạ? Đúng rồi Nguyên Khôi, thì như lại mà tiền lời nó có thể nó lên xuống, nó dựa theo cái điểm tín dụng của người ta và cái income của người của người khách hàng, với lại cái trị giá của người đó nó như thế nào. Sau khi mà đến mà run ra hết tất cả, mình pull hết tất cả những cái comp, lấy cái biết cái nhà nó bao nhiêu, cái gì điểm tín dụng là bao nhiêu, cái income đó là mình đại khái mình có thể biết được cái tiền lời của quý vị là bao nhiêu, là bao nhiêu, thì mình nếu người thích là có thể vẫn có thể lock được cái tiền lời đó. Nhưng người thích làm refinance nhưng mà rất là ngại là tại vì vấn đề phải tìm kiếm các thứ giấy tờ, rồi lục loại giấy tờ, rồi đi làm giấy tờ này giấy tờ kia, thủ tục này thủ tục kia, và mình có thì giờ thì thường thường làm một cái refinance như vậy thì mất khoảng bao lâu? Thì thật sự Nguyên Khôi có thể là rất là fast, thông thường khi mà họ mua căn nhà đó thì trong vòng 30 ngày, mà khi mà họ refinance property nó khoảng chừng 45 ngày, nếu mà cái hồ sơ đó là nó không có trở ngại gì. Có một số người thì họ deposit tiền vô nhiều quá, cái tiền đó không có thể verify được, thì có thể mình phải đợi, hoặc là một số người đó là họ họ làm refinance bên nhà, họ đã add thêm cái gì đó ở trong đó, thì mình phải là cover that để cho nó làm xong rồi mình có thể gắn trở lại. Với lại anh muốn hỏi Kennedy là làm refinance như vừa nói đó, thì nhiều khi nhiều người ngại là không có thời giờ, phải đi làm suốt ngày, cuối tuần đi làm hay là cuối tuần có công chuyện, thì Kennedy có sẵn sàng đến nhà khách hàng của mình? Cái gì at any time, đại khái vì có thể pick up điện thoại, gọi cho Kennedy, gọi trên điện thoại là Kennedy có thể biết được với cái tài chính, cái finance, với lại cái nợ của quý vị có thể có qualify được hay là không. Thì Kennedy có thể đến tận nhà. Thì những cái giấy tờ quý vị cần soạn ra cho Kennedy đó là cái mortgage statement, cái thuê đất, bảo hiểm nhà, một tháng tiền lương, hai tháng bank statement, với lại thuế của hai năm. Thì quý vị chỉ cần soạn sẵn sàng. Nếu mà quý vị đến văn phòng thì thuận lợi hết tất cả mọi thứ cho Kennedy, tại có máy in, máy phát, đồ này nọ, cần cái gì quý vị có thể ký giấy tờ hết thì Kennedy đưa lại những cái bản chánh cho quý vị. Còn nếu mà Kennedy đến nhà đó thì Kennedy phải lấy cái đó đến copy hết tất cả rồi vẫn đem mang trở lại cho quý vị. Mà cái nào cũng không có thành vấn đề, vì có thể đến văn phòng hoặc là Kennedy đến tận nhà của quý vị. Nếu quý vị đến văn phòng đó, thì cái địa chỉ của văn phòng của Kennedy là ở 1590 ở đường Oakland Road, Suite B113, San Jose 95131. Dạ vâng, 1590 là cái building bên cạnh cái building của Đại Quế Hương. Đây là Quế Hương bên tay phải này. Là 1630 thì cái building Kennedy, văn phòng Kennedy là 1590 phía bên kia thôi, nhờ chung cái khu này quý vị. Và số điện thoại Kennedy thì là 408-775-6563, 775-6563. Rồi
Còn cái deal nào hay là còn căn nhà nào mới mà Kennedy chuẩn bị giới thiệu với quý đồng hương trong thời gian sắp tới, có căn nhà nào mới hay sao? Thì Kennedy sẽ có hai căn nhà. Một căn nhà đó là right now đang active, quý vị có thể đến coi anytime. Cái địa chỉ là 2640 đường Glen Farm Court, San Jose 95148. Thì căn nhà này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2001 square feet, cái giá bán là 785 ở khu 95148. Thì nếu vị nào muốn đến coi cái căn nhà đó thì có thể gọi cho Kennedy, Kennedy đến mở cửa cho vị vô coi, vị thích thì vẫn có thể make an offer. Và Kennedy cũng có một cái căn nhà khác. 1148 tức là khu Evergreen đó. Khu Evergreen. Và Kennedy cũng có một cái căn nhà khác. Cái này là thứ sáu này là họ đến sẽ trang trí hết tất cả mọi thứ và chụp hình hết tất cả. Và thứ hai là sẽ có mặt trên thị trường. Và cái địa chỉ căn nhà đó là 5937 đường sau Úc Cốt, San Jose 95138. Giá chỉ bán chỉ có 810 thôi. Và căn nhà này thì rất là xinh xắn, đẹp. Ở đằng trước, đằng sau cũng đều sạch sẽ hết. Mà khu trường học ở gần 900 API. Tốt. Trường học thì rất là tốt. Khu vực thì rất là an ninh, rất là yên ắng. Ngay cái và cái lot size đó là 5.600 cái lot size. Nhưng mà nói 5.600 thôi, nhưng mà thật sự cái này vô nhìn thấy nó rất là lớn, giống như là 6.000 mấy 7.000 cái lot size. Có thể là lúc mà bác gia, cái bác gia thì rất là rộng. Ở trên cái red card đó thì để có 5.600 thôi. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.474 square feet là cái lot size 5.600. Nhưng mà nhìn thấy lot size giống như là 7.000 vậy. Rất là lớn hả? Rất là rộng, rất là lớn. Cây ăn trái, nhà thì từ bên trong, bên ngoài đồ đều rất là sạch sẽ. Chủ nhà đã upgrade hết tất cả mọi thứ. Và cái người chủ nhà này thì bán cái căn nhà này để mua qua bên Dallas. Tại vì nếu mà với cái số tiền mà dự định bán căn nhà 810.000 mà sang bên Dallas họ mua được 3 căn hả? Actually cái người khách của anh thì đã mua căn nhà bên đó rồi. Chỉ có 200 bao thôi, căn nhà nó còn đẹp hơn, rộng hơn, bự hơn. Và toàn bộ tất cả cái này là brand new house. So, khách hàng của Kennedy đã sẵn sàng ready để bán cái căn nhà này và qua bên đó có thể là retire luôn, khỏi với công làm. Cái này là người khách hàng của Kennedy. Nhưng mà lúc mà số tiền cả gần nửa triệu hả? Đúng, đúng. Cái này đó là ai hỏi volunteer để được lay off thì bên thiên liền thì được package và được bán căn nhà trong thời gian này hot rồi qua giá cao rồi qua ngàn kia mua nhà giá rẻ. Giá sống thoải mái, không phải lo lắng gì hơn. Cả. Ở bên đó là cũng có bạn bè, cũng có gia đình bên đó sẵn sàng rồi. So, những cái bạn bè gia đình của những của cái anh chị này đó là ở phía bên cái nhà đó, đó là họ ở bên đó mười mấy năm rồi, họ cũng rất là thích cuộc sống bên đó, rất là nhẹ nhàng. Thì mỗi người mỗi nhu cầu. Nếu mà những tuổi trẻ mà mới ra trường mà giống như sung sung giống như Kennedy vậy đó thì ở đây thì kiếm chỗ ở đây không? Lương cao ở đây hơn. Lương cao hơn, tại vì ở đây đó những cái job 100, 200, 300 ngàn, 400 ngàn, nhiều cái người họ vô họ làm cái công ty chúng stock cũng cả triệu đồng. Thì những cái việc này nó happen all the time ở ngay cái vùng Silicon Valley này. Còn những cái người nào mà muốn kiếm tiền lương mức trung bình mà làm hãng xưởng thì ở chỗ khác thì họ cũng kiếm rất là dễ dàng, tại vì nhà cửa họ hà thì họ đâu có đâu đâu thì người ta cũng dễ dàng để mua nhà. Đúng như vậy. Vâng, thưa quý vị, còn ở đây, ở San Jose này, chúng ta stick với San Jose này thì thưa quý vị, nếu mà quý vị dự định bán nhà, dự định mua nhà, quý vị cần một chuyên viên về địa ốc làm việc tận tâm kinh nghiệm, gọi cho Kennedy 408-775-6563, 408-775-6563. Nãy giờ anh thấy em bật qua những cái có cái tiệm nào đó phải không? Dạ, thì nên Kennedy cũng có một cái người khách hàng khác nữa, cũng là đang trong cái process, đang tốt đốc cái căn nhà sửa sang, bán căn nhà này, mà qua không phải qua Dallas, Texas, mà qua Alabama. Tại vì có con gái ở phía bên đó. Bán cái căn nhà cũng là nhà này có nhân 620 ở 95127 và không những bán căn nhà mà có một cái tiệm mà cái tiệm này đang có nguồn thu nhập ổn định hết tất cả. Rất là good, bán chỉ có 100.000 thôi. Và nó nằm ngay tại San Jose cái tiệm Capital. Cái này đó là one stop salon, có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Có 8 cái hair station ở trong đó, có 2 cái spa chair, cái này là đồ mới, cái tiệm vô rất là xinh xắn, đẹp, dễ thương. Và có 3 cái bàn nail và 1 bàn facial. Và cái tiệm này đó lúc nào cũng busy. Khách đông khách quen rồi không? Đông khách quen, người ta vô, người ta làm rất là all the time, người Mỹ, người Mỹ vô cũng rất là đông. Và cái giá bán chỉ có 100.000 thôi. Và cái giá bán là một việc. Cái thứ hai, cái quan trọng nhất đó là cái nhà, cái tiệm này nó có income hay là không. Đúng rồi, cái đó là quan trọng. Những cái người mà vô thì salon thì có người trả tiền carry car, có người trả tiền cash. Nhưng mà cái carry car alone nó là trả thẻ không á, là
trung bình là 200 ngàn mỗi năm. Wow. Và cái tiệm này đang có 7 người thợ. Và không những có 7 người thợ mà còn share lại cái station. Và được 1.500. Cái tiền rent đó là 3.500 mà share lại 1.500 là còn 2.000 đồng. Thôi, Tính ra một năm là khoảng chừng có 24.000 cái tiền rent. Ngay San Jose này không phải mà ngay San Jose này mà especially bây giờ muốn kiếm một cái salon mà đã có income sẵn sàng hết tất cả. Cái này là khách của Kennedy biết đó, là họ bán cái này để họ đi. Thật sự là they doing really well. Chứ không phải mà cổ nói đó là với lại Kennedy đó là cổ đã mệt rồi. 30 mấy năm đang làm chung mình nghề là phải làm một nghề này rồi tuổi về hưu rồi chẳng hạn đến cái tuổi này muốn thông thả thoải mái nhẹ nhàng con cái đồ này nọ nó ra trường bây giờ muốn cuộc sống thông thả thoải mái hơn đã sẵn sàng qua rồi bây giờ đó bán xong cái tiệm này đó là bán luôn cái nhà là có thể Alabama Alabama rồi nếu mà mình tính đại khái thôi có 7 người thợ bây giờ mà trung bình ở cái carry car alone nó là khoảng chừng 200.000 cho cái merchandise carry car mà tiền cash có thể 500 nên có thể là 50.000, 100.000 tính ra cho là 250 đi. 7 người thợ tại vì những cái người này ăn chia thôi chứ mình không có phải là trả tiền cho họ giờ gì hết là 50-50 rồi tính ra là 250 chia ra 50% là trả cho thợ là 125.000. Còn 125.000 trả tiền rent hết cho là 25.000 đi, còn 100.000 tiền income. Mình cái này tính đây là cái đấy là credit card đó phải không? Yeah. Đó là credit card thôi, còn tiền cash riêng nữa. Đó thì tùy theo. Đúng vậy, mà cái này nếu vì nào mà muốn run cái business mà không cần phải đi đâu xa, ngay tại San Jose này thì có thể đến. Tại vì Bitcoin nếu mà một người mà họ muốn thuê một cái space, họ làm hết tất cả, họ làm plumbing, họ làm electrical, họ add, họ làm hết tất cả, có thể là cost rất là nhiều tiền. Nhỏ nhỏ không, có thể là 70.000 cho đến 100.000 rồi. Yeah. Cái này mình mua cái tiệm này là mình mua luôn cái business access, là có sẵn sàng hết tất cả mọi khách thứ trong đó. Sẵn thay vì build từ đầu thì bây giờ là khách hàng đã có khách sẵn. Hàng đã sẵn sàng, mà income cũng đã có sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ có mình vô trong đó mình run cái business. Thì mình có thể có cuộc sống thoải mái. Có thể là người nào mà bây giờ muốn kiếm một cái business nhỏ nhỏ mà có income thì đây là một cái business cơ hội rất lý tưởng phải không ạ? Thì quý vị chỉ cần gọi cho Kennedy thôi. Nếu cái người khách của Kennedy nó muốn là chỉ show cái tiệm này sau sau cái business hour thì không có muốn ảnh hưởng cho cái người khách hàng đó. Thì quý vị chỉ cần gọi cho Kennedy, Kennedy có thể lấy một cái hẹn, có thể đến cho vị coi bên trong bên ngoài rồi cái gì cũng vậy. Kennedy nói một việc quý vị cần phải chứng nhận thật sự cái tiệm này nó có good hay là không, cái income nó như thế nào. Thì Kennedy có thể trình bày rõ ràng hết tất cả mọi thứ cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi cho Kennedy để lấy cái hẹn, Kennedy có thể đến show cho quý vị. Và cái số điện thoại lần nữa của Kennedy là 408-775-6563 775-6563. So really good ha. Bán nhà bây giờ là có business, có opportunity cho quý vị luôn. Rất là đầy đủ. Vâng thưa quý vị, quý vị gọi cho Kennedy 408-775-6563. Và chương trình Điếu hôm nay tuần này tới đây là chấm dứt. Nguyễn Khôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn Kennedy và chúng ta hẹn nhau kỳ tới. Dạ, cảm ơn Khôi và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Điếu hôm nay. Và Kennedy giọng sẽ được phục vụ cho vị trong những ngày gần đây. Nếu vị cần mua nhà hoặc bán nhà, xin vị gọi ngay cho Kennedy qua cái số điện thoại là 408-775-6563. Hoặc là vị muốn làm refinance, tái tài trợ cũng xin gọi cho Kennedy. Và trong cái tuần này Kennedy có 2 căn nhà với lại một cái tiệm. Cái tiệm này chỉ có 100.000 thôi. Nếu vì muốn lấy một cái hẹn đi đến coi cái căn nhà hoặc là coi cái căn tiệm mà đang có available thì quý vị có thể gọi cho Kennedy để lấy hẹn. Và cái lần nữa cái số điện thoại là 408-775-6563 775-6563. Hoặc là quý vị có thể vào cái trang mạng của Kennedy gọi là kennedyngo.com hoặc là Địa Ốc Hôm Nay để quý vị có thể tìm more information. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Địa Ốc Hôm Nay. Thank you Nguyễn Khôi. Cảm ơn em. Dạ đây là Kennedy Ngô, hôm nay Kennedy rất là vui đã được giúp cô Huy bán xong cái căn nhà. Thì rất là lẹ, trong vòng 5 ngày thôi để cái nhà đã có người offer. Và hôm nay là cái ngày cô Huy ký tên. Thì hôm nay Kennedy rất là vui. Hôm nay tâm trạng cô như thế nào? Cô rất là vui. Và cô nghĩ là cô gặp con là cái điều mà may mắn. Thành ra là cô mọi việc bây giờ suôn sẻ, không có cái gì trắc trở. Cô happy khi mà cô bán được cái căn nhà đó. Và cái căn nhà của cô là list khoảng chừng 804 và bán được bao nhiêu? 806. Và khoảng bao lâu mình đã có người vô mua? Có một lần ở open house thôi là người ta offer đi. Vậy đó thì cái kinh nghiệm cô làm việc với Kennedy là cô thấy như thế nào? Kennedy rất là dễ thương. Rất là nice với lại có cái tâm tình chăm sóc
cho khách hàng rất là chu đáo, cẩn thận. Vậy là nếu mà cái người nào đó mà hỏi cô có biết người nào mua cần bán nhà hay là mua nhà thì cô sẽ nói với họ như thế nào? Cô sẽ refer cho người ta và cô sẽ nói những cái điều mà cô đã nói rồi, là mà cô sẽ guarantee là người ta cũng sẽ thích như là cô. Cái thì cảm ơn cô rất là nhiều và Kenny thì cảm ơn cô đã cho Kenny cái cơ hội để được phục vụ cho cô. Rồi. Và Kenny hy vọng cô sẽ qua một cái căn nhà mới sẽ lúc nào cũng vui vẻ, tại vì cô bán xong căn nhà này qua một căn nhà khác, từ nhà hai lầu mà thành một lầu cũng rất là lớn. So, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, cô cũng cảm ơn con những thời gian mà con đã giúp cho cô để bán được căn nhà. Cảm ơn cô. Chú ý, Kennedy Ngô bán nhà giá cao lệ phí nhẹ nhàng. Quý vị có thể định giá nhà miễn phí trên phone. Xin gọi 408-775-6563, 408-775-6563.